Hello cả nhà, sau khi mà cái dòng Vario 160 bản tư nhân đã bỏ mẫu và hết hàng thì bên trang chương trình Honda Việt Nam đã cho ra mắt được phiên bản Vario 160 phiên bản chính hãng nha cả nhà. Và đặc biệt nữa, bản chính hãng sẽ có một cái màu sắc mà được rất là nhiều anh chị em mình yêu thích. Sau khi Linh quay clip giới thiệu về những dòng mà Vario 160 chính hãng là Linh hay quay về màu đen cũng như màu đỏ cả nhà, thì cả nhà mình luôn luôn hỏi Linh là cửa hàng em có màu xanh xi măng, màu xám xi măng không. Thì đây, hôm nay mình lên về được hai em màu xám xi măng và lên danh chính thức cửa hàng ở đây nha cả nhà. Anh em mình trước kia có hỏi lên màu xám xi măng thì bên lên có sẵn rồi nha. Mình đến cửa hàng và sở hữu em này nhanh và lên luôn nha cả nhà. Và giá cả em này thì cực kỳ là êm luôn trong dịp cuối tháng 4 như thế này, 46.500 như cả nhà, 46.500 nha. Và giá này là chưa giảm 1 triệu khi liên hệ với Liên. Vậy đến cửa hàng mình chỉ cần báo là có liên hệ với Liên thôi là giảm ngay 1 triệu vào giá xe đối với phiên bản Vario 160 màu xám xi măng như thế này nha cả nhà. Giá cả thì khá là rẻ ha. Và góp em này thì đến trước giúp Liên từ 6 triệu thôi nha, là mình có thể sở hữu em này được rồi ha. Một em cực kỳ là ngầu và màu sắc cực kỳ là bắt mắt luôn, là màu tin luôn nha cả nhà. Em này là màu tin ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng Liên là ở đường Nguyễn Văn Thành, là DT741, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Rồi, mình đến cửa hàng thì nhớ alo cho Liên để nhận nhiều chương trình ưu đãi và thật nhiều quà tặng hấp dẫn nha cả nhà. Bye bye.